Một chiếc spa skincare ngập tràn mùi tiền ở trong đây rồi mọi người ơi. Bây giờ thì Ngân đã hiểu vì sao các phú bà spend nhiều tiền như vậy để giữ mãi nét thanh xuân. Ngân thì chưa có nhiều tiền như các phú bà cho nên là thôi bây giờ mình ngừa lão hóa từ từ đi. Hiện tại thì Ngân đang có mặt tại private event của nhà Loncon với chủ đề là một bước trước thời gian. Tức có nghĩa là từ bây giờ chị em nên tranh thủ ngăn ngừa lão hóa trước đi chứ đừng có để bị muộn màng quá. Lần nào tới tham dự event của nhà Loncon Ngân cũng thấy được sự ấm cúng và chuyên nghiệp. Ủa sao nhìn chị sếp này giống như là chị sếp trong phim câu chuyện hoa hồng vậy mọi người? Mọi người thấy giống không? Bữa nay đi sự kiện lại tiếp tục gặp lại cô bé Sabrina Uyên nè mọi người. Rất là dễ thương luôn. Và đây là những em sản phẩm mới nhà Loncon ra mắt ngày hôm nay. Ngân nghĩ đối với chị em phụ nữ tụi mình là lão hóa là một kẻ thù rất là lớn luôn á. Cho nên là nhà Loncon sẽ không có để điều đó xảy ra đối với chị em mình. Oh my god, mọi người nhìn cái em máy đi tinh chất kìa, sẽ được trẻ hóa sau 10 phút. I can't wait to try. Còn combo Renergy này thì Ngân đã hóng từ mấy tháng trước luôn rồi đó. Và finally thì em cũng đã về Việt Nam rồi. Với kha khá thành phần peptide từ thực vật ở trong này thì mọi người cũng hiểu rồi đó. Dành cho bạn nào chưa biết các bước áp dụng của em này như thế nào thì đây là cái bản hướng dẫn nha. Ngay khi bước qua tuổi 25 thì Ngân nghĩ các bạn nên đầu tư một khoản cho làn da để ngăn ngừa lão hóa. Bạn có nghĩ tới khúc đó thì chả cần ai phải nhắc các bạn phải làm điều đó nữa đâu, bởi vì khi mà các bạn thấy những cái nếp nhăn nè, những cái sự không đều màu trên da và da không săn chắc là tự các bạn sẽ sánh hết cả lên và đi chống lão hóa liền. Bữa nay còn được trải nghiệm chiếc máy soi da siêu xịn sò của nhà Loncon với 12 chỉ số nữa. Lúc này là chỉ hỏi em quan tâm về cái gì, thế là Ngân stick hết là quan tâm hết luôn á mọi người. Những vùng màu đỏ là da bắt đầu hơi khô và lỗ chân lông cũng hơi to rồi đó. Nhưng mà hên sao mấy cái còn lại nó màu xanh hết, trời Ngân thấy Ngân mình rúm luôn á. Nhưng mà lúc này chỉ đang an ủi Ngân là không sao, sau khi trải nghiệm những sản phẩm của nhà Loncon thì nó sẽ cover hết. Xin các quý anh chị thứ lỗi bỏ qua cho cái sự vụng về này của Ngân. Trời ơi, tôi muốn độn thổ luôn á. Thôi xài hoài ngoài đây nãy giờ thì bây giờ cũng đã tới lúc mình vô trải nghiệm luxury spa rồi nè. Ui, mới hôm bữa Ngân còn mê cái em nước tẩy trang mắt mô cái nhà Loncon thì hôm nay được trải nghiệm thêm cái em sữa tẩy trang nữa là Ngân còn mê em đó nữa. Xong rồi chị nói là do mình không có nước cho nên là mình lấy nước hoa hồng mình rửa mặt đỡ nha em. Oh my god, cái mùi tiền. Ý, trời ơi, cuối cùng là cũng đã được trải nghiệm cái máy rồi nè mọi người, nhìn nó xịn chưa? Nhưng mà để trải nghiệm cái em máy này hiệu quả thì các bạn phải bơm 5-6 bơm serum đen lên trên mặt. Mèn đét ơi. Khúc này bình thường chúng ta thường hay nói câu gì mọi người, không đẹp không ăn tiền rồi đó. Trong lúc đắp mặt nạ thì Ngân còn được massage tay nữa. Hèn gì ở video trước mấy bạn cứ khen là xài serum Loncon là da nó mịn như là cà một lớp phấn. Em serum ba lõi mới này thì mọi người cứ đổ ra tay xong rồi trộn mấy em nó lại rồi thoa lên mặt nha. Oh my god, sau khi mà được trải nghiệm hết tất cả những dòng sản phẩm của nhà Loncon cộng thêm là ba em sản phẩm mới launching ngày hôm nay Renergy thì mọi người hãy nhìn kết quả là làn da Ngân kìa, nó rất là tươi fresh luôn. Tiếp theo đó là Ngân apply thêm một lớp cushion của nhà Loncon nữa thì mọi người hãy nhìn kết quả kìa, Ngân còn bị sốt nữa mà. Phải công nhận là hôm nay Ngân can đảm thì khi mà đi dự event của nhà Loncon, một cái big brand như vậy mà không make up. Bởi vì tôi xài hết mấy chai serum đen của nhà Loncon rồi mà, sau hôm nay sẽ add vô thêm cái routine skincare của mình combo 3 em sản phẩm mới chống lão hóa Renergy. Cái kiểu này mà với vẻ đẹp không tuổi thì chắc lúc nào đi ra đường cũng sẽ để mạch mọc luôn đây nha. Đây là em cushion và em treo chống nắng Ngân mới vừa apply lên nè. Rất là đầu tư và chỉnh chu khi chuẩn bị hẳn một cái khu vực touch up riêng cho khách mời ngày hôm nay. Sau khi trải nghiệm 3 em sản phẩm mới Renergy thì Ngân đang rất là obsessed với làn da của mình hiện tại nha. Khi mà chúng ta là những người trẻ hiện đại thì cái việc chống lão hóa từ sớm là một cái khoản đầu tư rất là xứng đáng cho làn da trẻ hơn tuổi trong tương lai nha. Giống như là hôm nay các bạn gieo mầm và tưới nước thì từ từ sau này các bạn sẽ gặt trái ngọt. Xíu nữa về nhà Ngân cũng sẽ quay cận cảnh thêm một video apply sản phẩm cho các bạn coi nha. Và cuối cùng thì cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các chị manager đã cho Ngân một cái buổi event rất là ý nghĩa và những cái kiến thức vô cùng là giá trị. Bởi ta nói khi mà phụ nữ cảm thấy bản thân mình đẹp thì tự nhiên nó vui vẻ và nó tự tin dã man luôn á mọi người. Các bạn cũng có thể ra trực tiếp store của Loncon để check thử sản phẩm và soi da ngay tại đó luôn nha. Còn bà nào đã quá tin tưởng hoặc là đang sử dụng Loncon rồi thì thôi cứ order ship về nhà trực tiếp đi cho nhanh giống Ngân nè. Mọi người skin care xa thì Ngân không biết nhưng mà miễn sao là khi 30 mà người ta tưởng bạn hăm mấy là bạn thằng trong rồi đó. Tính đi về nhưng mà thôi thấy da đẹp quá cho nên là mình đi tiếp. Dưỡng da khoa học, một bước trước thời gian cùng Loncon.